Hả? 1001. Đúng không? Đây nhá. Đầu tiên là đối với thằng này đấy, photo thì mình sẽ úp vào đây rồi này. Đấy thì mình sẽ úp xuống đúng không? Thì mình ví dụ như mà tờ giấy của mình ấy mà nó ra nó lệch lên hoặc lệch xuống, tức là cái hình mũi tên này này, nó mà lệch lên trên hoặc lệch xuống dưới thì mình sẽ dùng cái cốt là C vàng này 107 giữ C đỏ nhá. Đối với các con dòng 5002 thì nó là C shift top ở trên này đúng không? Mình sẽ ấn shift tiền set SB này. Và cái cốt là 1001 thăng. Thì đây này, chính là cái loại giấy này chay này. Ví dụ như là một là chay phở lên này. Nếu mà giấy này là giấy phở lên là giấy thường này, phải không? Còn cái giấy thích 1, thích 2 thì tương ứng với lại giấy dày. Thì nó cái khi mà độ kéo của giấy dày và giấy mỏng nó sẽ khác nhau. Cái tốc độ của nó cũng sẽ khác nhau. Thế thì khi mình photo thì mình sẽ chỉnh cho, ví dụ đối với giấy thường thì thường ở đây nó sẽ có khoảng 5 mm lệch lên hoặc lệch xuống 5 mm hoặc âm 5 mm. Đấy, giữa 6 mm xem được không? 6 cũng được. Âm 8 sao ấy? Được rồi. 10 lệch lên lệch xuống. Chỉ được từ 9 thôi. 9 là hết rồi. Âm 9. Biết âm làm sao? Âm 9, dương 9, âm thì ở đây. Âm đây này, dấu chấm này này. Đấy thì đấy là tương tự như đấy là so với lại những cái tờ mà mình photo nhá. In mà không lệch mà photo lệch thì nó sẽ nằm hết ở cái chỗ cốt này. Đối với lại photo cái dưới này. Còn đâu đối với lại thằng trên thì sẽ dùng cái cốt là 6006. Đấy, 6006 thì đây chính là chỉnh thường ấy, thường cái 6006 ấy thì nó sẽ là cái cốt thứ ba. Đây này. 1 2 và 3 này, leading edge này, nhìn chưa? Đấy thì thường là chỉnh hai cái này, một là để âm 3, hai nữa là đến dương 3. Dương 3. Thường là nó sẽ chỉnh cái này nó đã là hết rồi. Có thể chỉnh thêm cái 1 cái 2, nhưng mà mình trước khi mình nếu mà bị chạy trên này và bị lệch ấy thì cứ chỉnh cái thằng bằng 3 này trước. Được chưa? Đấy là những cái bị mà bị lệch, lệch lên hoặc lệch xuống hoặc lệch trái hoặc phải thì nó sẽ chỉnh cái này thì nó sẽ chuẩn nhất. Được chưa? Đấy là về các cái chỉnh khi mà bị lệch ADF, photo bị lệch ADF hoặc lệch ở dưới gương nhá. Tiếp tục